bác sĩ cho rằng đóng gói thực phẩm trong túi ni lông hoặc hút chân không dễ tạo môi trường yếm khí, sinh độc tố botulinum gây ngộ độc cho người ăn. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai cho biết, ngộ độc thực phẩm do độc tố botulinum là ngộ độc kinh điển trong y văn nhưng trên thực tế xảy ra không thường xuyên. Yếu tố dịch tễ và các biểu hiện đặc trưng của bệnh thường khó khai thác nên việc chẩn đoán xác định rất khó khăn. Bệnh viện Bạch Mai và nhiều cơ sở y tế trước đây chưa chính thức ghi nhận trường hợp nào bị ngộ độc thuộc loại này. Sau năm 2020, khi trùng ca ngộ độc do ăn pate chay được phát hiện, từ đó thầy thuốc biết và lưu ý loại bệnh này. Mới nhất là 6 người tại thành phố Hồ Chí Minh bị ngộ độc botulinum, trong đó 5 người sau khi ăn giò lụa bán dạo và một người sau khi ăn mắm. Botulinum là một trong những độc tố mạnh nhất được nhân loại ghi nhận, sinh ra từ vi khuẩn kỵ khí C. botulinum. Ở điều kiện bình thường, vi khuẩn này không thể tồn tại, nhưng nó có thể thích nghi và tạo ra các bào tử, tức vỏ bọc để vi khuẩn ngủ đông. Khi gặp môi trường yếm khí không có không khí, c sẽ tái hoạt, phá vỏ bao bào tử để sản sinh ra chất độc gọi là botulinum. Như vậy, khả năng bạn bị nhiễm vi khuẩn này ở khắp mọi nơi mọi lúc. Các bác sĩ cho rằng sự thay đổi thói quen ăn uống, chế biến thực phẩm so với truyền thống có thể gây ngộ độc nhiều hơn. Ví dụ ngày xưa, gói giò chả bằng lá chuối thoáng khí, nay thay bằng túi ni lông, bọc kín, hút chân không để bảo quản lâu ngày, vô tình tạo môi trường yếm khí sinh độc tố. Theo bác sĩ Doãn Uyên Vi, phó đơn vị chống độc Bệnh viện Trợ Rẫy cho biết, lưu trữ bảo quản đồ ăn không đúng cách dễ nhiễm độc. Như trước đây, mọi người chế biến món ăn tươi sống và dùng trong ngày, ít nguy cơ ngộ độc. Ngày nay, cuộc sống hiện đại, đồ ăn sẵn bán nhiều, thực phẩm tích trữ lâu ngày trong tủ lạnh, nếu khâu chế biến bảo quản không an toàn, nguy cơ ngộ độc rất cao bất cứ ai và khi nào đều có thể nhiễm độc tố botulinum xảy ra khi ăn uống qua vết thương hở tùy theo độc lực mạnh hay yếu bệnh nhân có thời gian hồi phục lâu hay nhanh các chuyên gia khuyến cáo người dân cẩn trọng trong ăn uống, chế biến thực phẩm, giữ môi trường sạch, tránh bụi bẩn, đất cát bám vào khi chế biến thực phẩm tươi sống, không đóng kín thức ăn nếu không có kiến thức và kỹ thuật tốt. Biện pháp khác là tạo đồ chua hay độ mặn trên 5%, 5 gam muối trên 100 gam thức ăn để vi khuẩn không có môi trường phát triển. Khi sử dụng thức ăn, cần xem kỹ hạn dùng. Đặc tính của các loại vi khuẩn gây nhiễm độc, trong đó có botulinum là sinh ra khí và làm bóp méo các đồ ăn. Do đó, nếu nhận thấy thực phẩm không còn mùi tự nhiên, vỏ đựng phồng, biến dạng thì không nên ăn dù vẫn còn hạn sử dụng. Mọi thức ăn nên nấu ở 100 độ trong vòng 10 đến 15 phút để hạn chế ngộ độc. Ăn chín uống sôi, trường hợp món ăn phải gói kín thì không được để lâu bởi càng lâu càng kín, vi khuẩn sinh sôi gây độc.